chào các bạn, lâu quá rồi không gặp, lại là mình đây, lại là Jolin của các bạn đây. Với một người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài mà có người nhà sang chơi thì eo tinh thần nó phấn chấn lắm mọi người ơi. Hello, hello. Noel và năm mới vừa qua thì hai chị gái và cháu gái mình đã qua Sydney để thăm mình. Thế là trưởng đoàn Jolin lại có dịp dẫn tour rồi. Vlog này mọi người hãy cùng gia đình mình tận hưởng cuộc sống ở Sydney nhé. Làm trưởng đoàn nghe vất vả thế thôi, chứ thực ra nhá, mình sẽ chọn những cái nơi mà mình chưa từng được đi. Mình đưa hai bà này đi thì là mình cũng được khám phá Sydney cùng luôn. Tại chị ấy quà sinh nhật. Lúc này là hai bà chị mình mới hạ cánh nên là nhìn hơi mệt mỏi. Còn mình là đi làm về là đến thẳng chỗ này ăn tối luôn đấy. Quá xinh luôn. Sinh nhật chị hai mình lúc này là qua 2 tháng rồi nhưng mà tặng bù á. Hai ba. Ôi, giỏi thế. Mọi người có nhận ra em bé tóc xoăn nhà mình không? Tóc xoăn bây giờ đã 6 tuổi rồi đấy. Và tất nhiên chuyên mục không thể thiếu trong một vlog du lịch đấy chính là khách sạn nhà mình ở. Đây là khách sạn W Sydney từ tập đoàn Marriott. Khách sạn mới tinh luôn, mới nhận khách từ tháng 10 năm 2023 và thời điểm nhà mình ở là khách sạn mới vận hành được có 3 tháng. Trùng hợp là vài tuần trước đấy mình có xem vlog anh Độ Misi cũng ở đây nên là mình cũng đã biết là bên trong nó nhìn như nào rồi. Location này thì không tiện đi shopping đâu, thế nhưng mà ngay cạnh Darling Harbour nên là rất dễ thương. À, chỉ cho mọi người xem, mỗi khi mình đi đường cao tốc là mình rất ngáo ngơ. Mình đi một hồi xong nó có hai cái mũi tên ra hai hướng ấy là mình không biết rẽ hướng nào luôn. Kiểu đọc Google Map mà không hiểu luôn á. Toilet ở đây thì ấm cúng, dễ thương, dầu gội đầu của hiệu Davines cũng xịn hả. Mình mang hẳn cái vali to đùng để khách sạn ở chung với mọi người luôn, 2 tuần lận cơ mà. Xong một cái đã được nằm chung rồi. Thì Nhung nằm đây đi. Nằm đây đi. Mezi chịt mệt. Arigato gozaimasu. Nay tôi đưa cả nhà tôi đi xem nhạc kịch nè mọi người ơi. Ở Sydney thì lúc nào cũng có vở này vở kia hết á. Và show ngày hôm nay nhà mình đi xem tên là Wicked. Tháng nào mình cũng đặt chỉ tiêu là phải đi xem một cái show nào đấy. Xem hay không cả nhà? Tóc xoăn có ngủ gật không nay? Thường là mọi người sợ đi du lịch với con nít đúng không? Nhưng mà bé Son nhà mình thì rất là ngoan luôn, nó rất là khỏe và nó không bao giờ phàn nàn phải đi bộ hết. Thử thách không đi bậc thang. Thế nhưng mà nó nói rất là nhiều nên mẹ nó đã phải nghĩ ra một cái trò, đấy là thử thách xem ai giữ im lặng lâu nhất. 10 phút đầu thì nó rất là hợp tác nhưng mà sau đấy thì trò này chán nè, con không chơi nữa đâu. Chị gái mình gắp cho mình no rồi mà không dám nói, sợ thua cuộc á, phải lấy tay phẩy 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 phẩy. Mọi người có kiểu ăn đồ nướng Hàn Quốc xong là thèm cái gì mát mát không? Kiểu không cần phải là ngọt nhưng mà nó phải mát ý, kiểu bị khát nước ý. Nè nào, đợi trưởng đoàn tranh thủ quay cái reel up Insta cái nào. Bây giờ vòng 3 của trưởng đoàn như này luôn á hả? Ở The Ground thì lúc nào họ cũng trang trí rất là đẹp. Và dịp Noel như thế này thì lại càng không thể bỏ lỡ, tại vì họ trang trí đẹp lắm. Nhưng mà khi đến đây, nhìn những dòng người tấp nập này, trời ơi, đến đồ ăn còn phải xếp hàng mua không mua được, thì mình kiểu
Mình không sợ đám đông đâu, nhưng mà mình rất sợ chen chúc. Nên là càng dịp lễ Tết thì mình càng ở nhà. Nếu như mà không phải vì đưa gia đình mình đi chơi thì chắc chắn là Noel mình cũng sẽ không đến đây. Còn nếu như đến đây vào ngày thường ý, thì trời ơi, nó là một cái khu vườn cực kỳ thơ mộng, rất là yên tĩnh. Và dù đứng ở góc nào cũng có thể cho ra đời những con ảnh vô cùng ảo. Shopping time. Đây là một thương hiệu mà các chị gái của mình rất yêu thích, Zimmerman. Thỏ ơi, con mệt chưa? Chưa à? Con muốn về khách sạn rồi này. Này, con muốn về khách sạn để nằm rồi đây này. Ơi, ấn chậm thôi. She doesn't like you. Cái thương hiệu Old Matcha này nó có cái vị trà xanh rất là chuẩn luôn. Nó có màu xanh đậm, nó hơi chát chát đắng đắng chứ không phải kiểu trà xanh nhài đâu. Mẹ nó đi mua sắm rồi, để lại con cho tôi trông. Mà con thì như là tắc răng vậy. Chưa tay đây. Không cần đàn ông. Giỡn thôi, giỡn thôi. Đấy là chị gái mình vừa mua được một cái nhẫn rất là đáng yêu. Thế là bà đeo thử lên tay mình vậy thôi hà. Kiểu ôi cô em tôi, 30 tuổi mà chưa có ai cầu hôn. Thôi để chị demo cho một phát. Còn ngày hôm nay, trưởng đoàn Zerlin sẽ dẫn cả nhà đi hái cherry. Đi Úc mà không thử trải nghiệm đi hái một cái trái nào đấy thì thật là lãng phí mọi người ơi. Tại vì nó vui, chụp ảnh đẹp và ăn bao nhiêu ở trong vườn cũng được. Nếu mà tự đi thì mình sẽ phải lái xe 4-5 tiếng gì đó, nên nhà mình quyết định đi tour. Tour này mình đi chung với gia đình bạn mình có con nhỏ thì mình thấy là sẽ không phù hợp. Tại vì mỗi một lần xe dừng ý, là em bé sẽ bị tỉnh dậy và quấy khóc nên là sẽ bị hơi mệt đấy. Còn em bé tóc xoăn nhà mình thì lớn hơn rồi nên không có vấn đề gì. Hay là nó khỏe nhở? Thường á, cái cảnh mà đi hái cherry, hái táo, hái dâu, cam là nó rất là nắng nôi. Nên là mọi người thường hơi ngại đi là vì như vậy. Và hôm đấy chính mình cũng mặc áo chống nắng đồ. Nhưng mà đến nơi thì trời ơi, râm mát và rất là dễ chịu luôn. Đây bà hái kìa. Nè, ăn không? Ôi, bà thật khổ đấy nha. Từ từ. Đi nào. Nhìn nắng vậy thôi, chứ nắng không khắt hay là bị nóng đâu. Đây, hôm nay nhà mình sẽ mua cần này cherry mang về Sydney đây. Họ sẽ cân lên rồi trả tiền luôn. 8 đồng một ký, tức là 130 cành á. Con đi đâu á, thầy ơi? Chi phí đi tour của nhà mình là 300 đô, 3 người lớn, 1 trẻ em, tức là gần 5 triệu á. Về tới Sydney là đến giờ ăn tối rồi. Thích lượm không? Chị gái mình ý, trung thành lắm. Một khi đã thích cái gì rồi ý, là thích xuyên lục địa luôn. Hái tỉ lao ăn ở Hà Nội chưa đủ, sang Sydney vẫn phải ăn. Mà một khi bà đã thích cái gì rồi ý, là phải bằng được. Năng nặc. Nhúng lẩu gấp thịt bò thì nghe thấy tiếng pháo hoa đùng 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 đùng. À, quên mất là tối thứ bảy nào ở Darling Harbour cũng bắn pháo hoa. Đã con mắt thật luôn á. Em bé tóc xoăn còn có kẹo mang về nữa đây này. Team TikTok xin được chào buổi sáng mọi người. Tình hình là một ngày trước khi gia đình mình sang thì Sydney bỗng dưng mưa lạnh. Và khi sáng ngủ dậy thì mình thấy cái họng của mình rất là đau. Mình không nghĩ là chỉ từ một buổi sáng đau họng mà hai ngày hôm sau mình mất tiếng luôn mọi người ạ. Mất tiếng. Mình cứ hát rồi các bạn ơi.
hết bàn rồi, trời mưa mà nhà mình phải ngồi ở bên ngoài, vừa lạnh mà nước mưa còn bắn vào nữa. Lần trước em hỏi chị là nếu bây giờ để chị được cứu được một người thì chị cứu em hay là cứu con chị? Câu hỏi ngu si đần độn. Trong một đến lúc này anh đã trả lời không đồng ý. Chị không nghĩ gì luôn. Mình đi để chị em cứu con tao rồi. Em mà là chị quen biết em 30 năm nay rồi. Chị quen biết nó được có 5 năm mà chị cho nó. Sao mày không cứu con ta? Ăn tiramisu không? Hello. Tiramisu? Tiramisu? Yes. To share all of you? Yes. For sharing. Thank you. Are you done with everything? Thank you, sir. Are you Spanish or are you Italian? Spanish. Sí. Español. Sí. You have to go quick to the bathroom and use the soap. No, okay. Cái nhà hàng Ý nên đồ ăn cực kỳ tươi luôn, cả nhà mình đều thấy ngon miệng. Mình sẽ phải quay lại đây ăn tiếp. Khi mà mua mỹ phẩm ở Sephora hay là Mecca thì mình rất thích cái khu vực này, tại vì họ bán rất là nhiều mỹ phẩm cao cấp mà là size nhỏ ấy. Không lo là hết hạn sử dụng, mở ra một năm không dùng hết mà giá lại còn mềm hơn rất nhiều nữa. Bà già nào đây? Chị gái ơi, hôm nay chị tính tiền luôn dùm em đúng không? Ở Sydney thì đồ ăn châu Á rất là ngon, đặc biệt là đồ Thái. Nhưng mà cái quán Holy Basil này thì phải nói là một trong vài hàng Thái ít ỏi xuất sắc nhất ở Sydney. À, nhân đây trả lời câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình, đấy là tại sao cái gì mình cũng ăn mà mình vẫn gầy. Đấy là bởi vì cái gì mình cũng ăn có xíu là mình no rồi. Trời mưa gió như thế này mà không taxi nào chịu nhận nhà mình, Uber họ đến mà họ phải bỏ đi luôn. Tại vì nhìn em bé tóc xoăn bé quá mà xe không có car seat hoặc là booster thì sẽ bị phạm luật. Trời ơi. Merry Christmas. Mọi người xếp bèo nha. Good job. Mà lái cho mà tao không ăn được vậy đúng không? I don't know. Năm nay thì nhà mình sẽ ăn Giáng sinh ở nhà chị Vân. Hello chị Vân. Ngày lễ Giáng sinh ở bên Úc thì cũng giống như là Tết ở Việt Nam ấy. Mục đích chính là để gia đình quây quần bên nhau. Thế nên là tất cả hàng quán đều đóng cửa hết. Hôm đấy chị Vân mà không mời nhà mình qua chơi thì trưởng đoàn Jolin cũng chưa nghĩ ra là đưa đoàn đi đâu luôn đấy. Thường mình ít nấu ăn và hay order đồ ở ngoài hơn, nên mỗi khi mà được kiểu các chị nấu ăn cho như này ở nhà là mình thích lắm. Merry Christmas các chị. À, kể cái này mới rùng rợn này. Hôm ấy nhà mình mua một chai rượu mang đến nhà chị Vân, và nhân viên ở hàng rượu đòi kiểm tra ID của mình xem mình đủ 18 tuổi chưa. Ok, tôi biết là người Tây thì người ta không có giỏi đoán tuổi người châu Á rồi, nhưng mà tới cái mức đó luôn đó mấy bà. À hí hí. Em có được sờ vào nó? Được. Má nó bay luôn, bay luôn mới bay luôn, bay luôn. Cô chỉ cầm một cái, còn có mỗi ba cái thôi. Mẹ cho mẹ thằng ra đây. Cầm như thế này. Một, hai, ba kéo nhá. Một, mạnh nhá. Ba. Woo. Ba. Yeah. Mấy cái thông điệp ngẫu nhiên ở trong Fortune Cookie hay là gieo quẻ ở chùa này là mình cũng tin đấy, biết đâu nó vận vào mình. Nhưng mà cái này liên quan đến công việc nhiều hơn chị ạ? Chị thì bây giờ chỉ cần công việc nhiều hơn chứ còn cần gì hơn. Chúc mừng chị nhá. Chúc mừng chị nhá. Bạn phải làm à? Ăn Noel chưa no, tóc xoăn nhà tôi vẫn đòi đi ăn kem cơ. Mình ngậm kẹo ho mấy ngày trời không hết, thậm chí còn nặng hơn. Mấy hàng thuốc thì ngày lễ đóng cửa mất rồi, nên là mình phải mua mấy cái này từ một hàng tạp hóa của Hàn Quốc mọi người ạ. Trải nghiệm khách sạn mới đủ rồi thì nhà mình chuyển qua Meriton là service apartment cho rộng rãi hơn. Và ở đây thì ngay giữa trung tâm CBD ở Sydney nữa, nên là đi ra ngoài phố ăn uống và mua sắm sẽ tiện hơn. Nó người ngoài để làm gì đấy mẹ Thủy? Uống buổi sáng cho nó ấm người, nó thanh lọc ruột, cơ thể. Thanks mom. Ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn làm lá lung linh. Tê 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 tê
có ai sướng như tôi không? Vòng cổ thì chị Hai tặng, áo thì mượn của chị Tư. Lên đồ đẹp như thế để làm gì ạ? Tất nhiên là để đi ăn fine dining rồi. Trưa nay nhà mình sẽ đi ăn ở một nhà hàng có tên là Benelong. Nó ở bên trong nhà hát con sò luôn. Xịn nha, xịn nha. Oh yeah. Woohoo. Trước đây thì mình có nghe bạn mình review là nhà hàng này có địa điểm đẹp thôi, chứ đồ ăn thì cũng bình thường, nên là mình cũng hơi ngần ngại đưa nhà mình đến đây ăn nha. Nhưng mà đến rồi mới thấy là sáng suốt nha. Đầu tiên phải kể đến dịch vụ nha. Mình thấy nhân viên ở đây từ phong thái, cách họ nói, cách họ đi, cách họ phục vụ đều rất chuyên nghiệp và tự tin. Mạnh dạn đoán là nhân viên ở đây đều học hospitality ra nha, chứ không phải là ai cũng ứng tuyển được đâu. Đó là về dịch vụ, còn đồ ăn thì sao? Ba chị em mình thì sẽ gọi set menu, còn Tóc Xoăn thì dĩ nhiên là không ăn giống người lớn được rồi, sẽ chỉ gọi một món thôi. Đây là 3-course menu, có nghĩa là sẽ gọi món khai vị, món chính và tráng miệng. Thì chị em mình sẽ gọi hoàn toàn khác nhau luôn để có thể nếm thử đồ ăn của nhau. Và trời ơi, hết hồn nghe từ muỗng đầu tiên, món nào mình cũng thấy ngon. Thường khi mà đi ăn fine dining đồ Tây ý, thì mình thấy là hình thức đẹp thôi, chứ còn ăn thì nó không tasty như là đồ fusion hay là đồ Á mình. Nhưng mà ở đây thì wow. Món tráng miệng đều là những món truyền thống và đơn giản của Úc như là pavlova hay là lamington, nhưng mà họ trang trí và làm nó đặc sắc hơn ý. Ba người lớn một trẻ em bao gồm cả đồ uống mà 700 cành là không hề mắc nha mọi người. Chắc phải 4 năm nữa mình mới gặp nhau đây. Thỏ có nhớ gì không? Thì cũng nhớ thỏ nhá. Thế chỉ cứ làm như vậy là em bé thôi. Ồ, tại mình nhớ thỏ. Đây, mọi người ơi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 và cũng chính là trọng điểm của cái chuyến đi này. Tại vì tối nay cả nhà mình sẽ cùng nhau xem pháo hoa. Nhưng mà sao con mình nhớ rồi. Ok. Không, con ra bây giờ mà. Một mình bé thỏ sẽ ăn hết dĩa cơm này nha. Không. Mấy chị em mình đều rất là mê cái món mì gà da giòn này và hôm ý thì nhà mình ăn ở cơ sở Darling Square. Để tiết kiệm thời gian thì các chị mình sẽ đi mua sắm, còn một mình thì sẽ đến địa điểm xem pháo hoa để xếp hàng giữ chỗ. Mình đứng ở đây rất là chill và mình xem pháo hoa, mình sẽ đứng ở cái fence này. Đấy. Xong rồi mình ngước lên đây. Đấy. Option thứ hai là mình sẽ phải đi xuống dưới kia. Bãi cỏ. Nhưng mà mình sẽ không biết là ở dưới đấy có đông người không và phải ngước lên nhìn cầu á mọi người. Còn ở đây là mình nhìn được Opera House rất là close luôn mọi người, nhìn này. Gần như vậy cơ mà, đó. Và đến khi mình xuống bên dưới này thì... Oh wow. Xếp hàng từ 1 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Trời ơi, nếu không phải là vì gia đình tôi thì tôi sẽ không thể làm được một việc như vậy. Lần này hình như là lần thứ 3 mình xem pháo hoa đón năm mới ở Sydney. Và hai lần trước thì mình đều đứng ở cái phía bên kia cái cầu này, tức là bên Opera House đó. Mình chán lắm ý, như mình không dám cho điện thoại tại vì sợ đến 12 giờ đêm thì lại hết pin. Thế ba hàng xóm người Úc bên cạnh nhiều báo quá, thế là lại mạnh dạn mượn tạm một tờ đọc đấy. Tôi chán quá, tôi cần có người nói chuyện cùng. Tôi chán quá, tôi cần có người nói chuyện cùng. Đây là ổi nha, đây là ổi nha. Ổi nha. Bạn thử đi xem là bạn thấy ngon không? Bạn thử đi. Ôi dồi, may quá, có người đến nói chuyện cùng tôi rồi. Lại còn mang cả đồ ăn đến nữa cơ. Rất là hên là hôm ấy không có nắng nên là mình ngồi chờ cả ngày không thấy mệt. Mà cũng thấy lạ cơ, thời gian trôi qua nhanh cục ý. Và thời khắc quan trọng sắp đến rồi, mọi người ơi, mọi người sẵn sàng chưa? Oh!
đang ngồi xem pháo hoa mà khóc không mọi người? I don't know. Kiểu mình thấy biết ơn cuộc đời ấy. Chỉ ngồi ở đây thôi, ngắm một cái view như thế này, trong khi bao nhiêu người không có cơ hội được sống ở một đất nước phát triển và tận hưởng cái điều này. Mình đúng là quá may mắn rồi. Oh my god. Tối hôm qua quá sức là mỹ mãn đúng không mọi người? Hôm nay trưởng đoàn Jolin nói với cả hai chị gái là đi Sydney mà không đi biển thì phí. Khách tour nghe thấy thế thì cũng không hào hứng lắm, nhưng mà thôi cũng đồng ý. Nhưng mà chỉ có một cái nguyện vọng là thèm đi ăn phở quá, cho đi ăn phở đi. Như kiểu hôm qua đi nhậu không phải ăn phở giải rượu ấy nhỉ? Hàng này bình thường chất lượng không ổn định lắm, nhưng hôm nay là ngon. Hay là nó đói nhỉ? Ngon không? Ngon. Tiệm này là phở An ở Bankstown nha mọi người. Bankstown có rất nhiều đồ ăn Việt Nam ngon, nếu đến đây chỉ để ăn mỗi tô phở rồi đi về thì quá uổng. Nhất định là phải tranh thủ mua thêm mấy ổ bánh mì. Bạn mình nói tiệm này mới mở ngon lắm nên là mình vào mua thử xem sao. Tóc xoăn thần thơ chơi một mình này, ngoan ơi là ngoan cơ. Còn chị gái mình thì trung thành với hàng Bảy Ngộ, và hàng này là top 2 ở Sydney luôn đó mọi người. Ôi cảm ơn cô gái nha. Beautiful. Hoa đại à? Nào outfit đi biển của hai chị gái nào. Nice. Hai chị gái xanh như màu biển vậy. Ôi, nhưng mà nay biển là không có nắng nhỉ? Biển mà không có nắng thì có hai nhược điểm. Thứ nhất là chụp ảnh nó không đẹp, và thứ hai là biển ở Sydney bất kể mùa nào cũng nước cũng rất lạnh mọi người ạ. Nên mà nếu có nắng ý, thì nó sẽ ấm hơn. Thế nhưng ưu điểm rất lớn đó là không bị đen. Đấy, dẹo qua dẹo lại 20 phút mà cuối cùng up được bao nhiêu? Chắc được 5 con ảnh. Người lớn thích làm gì thì làm, tóc xoăn con đây rất giỏi tự chơi nha. Thò tắm biển có vui không? Hơi hơi lạnh nhưng còn chấm 9 điểm. Hẳn 9 điểm. Đi thì thở. Giờ ăn đến rồi, lẩu thái co rồi. Lẩu thái. Lẩu thái ngon. Cho em đã bao ngày thầm lặng. Một trái tim bên lề rất đau. Này, quần này chất xuống đi cả ngày mà không nhầu thế nào? Nhầu vãi cả đã mà không nhầu. Đấy, chỉ có các chị gái ở đây thì mới có người hỏi là muốn ăn gì, uống gì. Ồ, gummy bear, Mickey Mouse. Có Snoopy không? Ồ. Chỉ có chị gái tôi ở đây thì mới hỏi là có mua nước không? Chị mua cho. Chị gái biết tôi thích uống nước matcha latte. Tự nhiên nay mình xế tóc, sao mình cứ nhìn chằm chằm vào cái bức tranh này? Sao nghĩ là nhìn quen ấy nhở? Các chị có biết bức tranh này ở đâu không? Có. Là bên nào vậy? Các chị có biết là hôm qua chúng ta ngồi xem pháo hoa ở đâu không? Đây. Oh my god. Ở đây chị Thủy ơi. Trời đúng. Ơi, đây là Destiny. I know, chị Thủy đúng mình ngồi ở đây này. Nay tôi hết quần áo mang theo rồi, mặc như này đi ăn trưa có hơi lố không? Cả nhà mình đều thích đi giảm trá và mình có thể ăn mấy cái điểm xăm này hàng ngày luôn ý. Mà mình thích những cái món hấp hơn là món chiên. Em đố các chị biết vì sao đến những cái cửa hàng này không bao giờ người ta cho mình xì dầu sẵn ở đây? Bởi vì những cái này người ta đem đến cửa phải rồi, không phải là xì dầu nữa.
Bà Tiffany nhà tôi trả lời đúng nha mọi người. Người Trung Quốc ăn điểm tâm thì không chấm xì dầu. Ai thích ăn cay thì chấm thêm ớt thôi. Mình cũng nghĩ như chị hai mình luôn. Tại vì thực ra mấy cái điểm tâm này mà chấm thêm xì dầu mình cũng không thấy bị mặn ý. Người Việt Nam mình cái gì cũng lôi mắm ra chấm mà. Hay là người Trung Quốc ăn lạt hơn người Việt Nam ta? Ok, tự đeo dây an toàn rồi đúng không? Tóc xoăn nhà tôi ấy, cứ lên xe là gục ngã. Thế mới hay chứ. Tóc xoăn cho mình về nhà để lấy thêm đồ. Eo ơi, tự ngồi chơi một mình ngoan lắm. Ôi dồi ôi. Nào con lên đi. Con cho vào đây mà. Thỏ, cho vào đây. Thank you. Rồi, đi cửa sau. Đấy, bám nhau 2 tuần, đi ăn đi chơi ở đâu cũng có nhau. Thế mà ngày mai đoàn của tôi lại về Việt Nam rồi. Tân ơi, cái ranh giới giữa đi du lịch và đi buôn nhiều khi nó rất là mong manh. Hey. You go, have a lovely day. Thank you, Yuti. Đây là bữa brunch cuối cùng của nhà mình trước khi ra sân bay. Mình mua một chút bánh macaron để mọi người mang ra sân bay. Khi nào buồn buồn, rảnh rảnh, chờ boarding thì có thể là lấy ra ăn. Ngồi ăn ở cái tiệm này, ngắm dòng người qua lại rồi ngắm cây dưới ánh nắng của Sydney. Eo ơi, nó thơ lắm ý, mọi người nhất định phải thử nha. Are you filming me? Yes! You have to pay extra for that. Oh yes! Bye bye! Bye bye. Bye. Yêu các chị gái. Yêu các chị gái. Điều buồn nhất khi mà không còn mọi người ở đây nữa chính là nhìn vào những thứ mà mọi người để lại. Kiểu chỉ là những cái quả táo, quả cam mọi người mua, mọi người không ăn hết là mọi người để lại cho mình ăn thôi. Cũng kiểu mua hiểu cảm giác đấy đúng không? Ngày xưa ấy, khi mà tính mình còn bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác nhiều ấy, thì mỗi khi có những cái cảnh chia ly như này là mình rất buồn. Hiện tại thì mình độc lập được cảm xúc rồi, nên là tiễn mọi người ra sân bay một cái là về nhà mình dọn phòng, mình mang quần áo đi giặt, mình đi tập gym luôn. Nghĩa là mình quay trở lại với cái routine cuộc sống của mình sớm bao nhiêu thì mình càng nhanh cân bằng lại cảm xúc bấy nhiêu. Trong chuyến đi Úc này thì nhà mình còn đi du lịch ở đảo Tasmania nữa cơ, nên là mọi người hãy cùng chờ đón phần 2 của vlog nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tuần này của mình và hẹn gặp lại các bạn vào hy vọng là tuần sau. Bye.